Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bác đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Và ngày hôm nay thì Tuấn xin giới thiệu tới toàn thể quý anh chị một chiếc đồng hồ cây mà đã được rất nhiều các anh chị lựa chọn và sử dụng trong cái thời gian cuối năm 2022 cũng như là đầu năm 2023 vừa rồi đây. Vâng, và chắc hẳn là các anh chị cũng đã biết là đây là một cái mẫu đồng hồ cây tứ trụ mà là một cái mẫu đồng hồ cây phải nói là được nhiều người yêu thích và sử dụng nhất. Và cái lý do mà tại sao lại được nhiều người yêu thích và sử dụng như vậy đó chính là bởi vì cái mẫu này nó có cái kiểu dáng rất là đẹp và nó có thể kết hợp được với nhiều cái sản phẩm khác ở trong không gian nhà các anh chị, ví dụ như là những bộ bàn ghế Âu Á tay hộp hay là những bộ bàn ghế quốc trương cái gì đó, thì anh chị có thể kết hợp với một chiếc đầu cây như thế này để làm cho cái không gian nhà mình nó trở nên sang trọng và nó đầy đủ ấm cúng hơn. Vâng, và như thông thường trước đây thì là những cái sản phẩm đồng hồ cây đa phần là lắp máy điện tử, đúng không ạ? Bởi vì một cái giá của một cái máy đồng hồ cây lắp máy điện tử nó vừa phải, anh chị có thể sử dụng được, cái giá thành nó rất là vừa phải, nên là cái việc ra quyết định mua của anh chị nó cũng sẽ dễ dàng hơn và cái điều kiện kinh tế của mình nó cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng với một chiếc đồng hồ cây máy cơ thì không phải là nhiều anh chị có thể sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền lớn để mà có thể mua được. Vâng, và bởi vì chỉ riêng một cái bộ máy cơ với cả một bộ mặt các thứ đầy đủ để lắp lên cho một chiếc đồng hồ này thôi thì nó cũng có thể là nó sẽ bằng ngang bằng với một chiếc đồng hồ cây đang lắp máy điện tử hoàn chỉnh rồi đó, hoặc là nó có thể cao hơn, giá trị của máy cơ nó còn cao hơn cả một chiếc đồng hồ cây mà anh chị đã lắp đầy đủ hoàn chỉnh một bộ máy điện tử đầy đủ rồi. Vâng, và ngày hôm nay thì cái sản phẩm này chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao tới cho một vị khách hàng có địa chỉ là tại Hùng Vương, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, một vị khách hàng anh cũng còn khá là trẻ và anh cũng có cái niềm đam mê với những cái sản phẩm đồ gỗ. Hiện tại anh có chia sẻ là nhà anh đang dùng những bộ sản phẩm là bàn ghế Âu Á tay hộp và những cái chiếc tủ kệ là bằng gỗ mu đôi công, nên là anh có tham khảo trên các cái kênh ở trang mạng xã hội như Facebook hay là Zalo hay website đó, hay là YouTube, thì anh có lựa chọn Tuấn Thành để làm cái đơn vị cơ sở để làm cho anh một cái sản phẩm đồ gỗ cây để anh có thể trưng thêm trong cái không gian nhà mình cho nó đầy đủ và nó phù hợp. Vâng, và đây là cái sản phẩm mà chúng tôi đã hoàn thành xong cho gia đình nhà anh Nguyễn Văn Thuần có địa chỉ tại là Hội Hợp Hùng Vương Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc ạ. Vâng, trước khi như thường lệ thì trước khi cái sản phẩm được bàn giao tới cho khách hàng thì chúng tôi có làm một cái video nhỏ nhỏ để thứ nhất là kỷ niệm với khách hàng, thứ hai là để có thể giới thiệu thêm những cái sản phẩm của làng nghề ở quê hương Bắc Ninh chúng tôi tới cho các chị trên toàn quả nước được có thể được biết. Thứ nhất là về cái mẫu mã sản phẩm, thứ hai là về kiểu dáng kích thước, thứ ba là về cái giá cả của nó và cái chi tiết của cái sản phẩm này nó ra làm sao, thì xin mời quý anh chị cùng đón xem tiếp video này các chị nhé. Dạ vâng, kính thưa các anh chị, thì đây cũng là một chiếc đồng hồ cây, như cái phần vỏ của nó thì cũng là để như các cái mẫu đồng hồ cây khác trước thôi. Nó là một chiếc đồng hồ cây tứ trụ với kích thước là cao 2m30, mặt chân đế là rộng 95 và chiều sâu là 41. Thì sản phẩm này được làm từ chất liệu gỗ mun ly công 100%, không có pha tạp bất cứ một cái dòng gỗ khác nào cả đó. Nguyên bản là gỗ mun công. Và ở đây là một cái sản phẩm hàng vip. Thì nó vip như thế nào? Thì thứ nhất là các cái độ dày của gỗ nó được dày dặn hơn. Cái thứ hai, những cái sản phẩm hàng vip thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những cái phôi gỗ nó có những cái đường vân đẹp nhất để làm sao mà cho vào những sản phẩm hàng vip cho các anh chị. Bởi vì trên thị trường thì luôn luôn nó có hai cái dòng phân khúc, đó chính là hàng phổ thông và hàng cao cấp hơn. Thì những cái sản phẩm hàng vip cao cấp hơn như thế này thì thứ nhất là độ dày gỗ tốt hơn này, dày dặn hơn này, thứ hai là cái vân gỗ của nó sẽ được lựa chọn kỹ càng hơn, cái thứ ba là các cái người thợ để mà chế tác ra một cái sản phẩm này thì cũng phải là những người thợ có cái kinh nghiệm cũng như là cái khả năng chế tác nó tinh xảo nhất có thể, bởi vì trăm người thợ thì không phải là ai cũng đều có cái tay nghề giỏi như nhau cả các bạn. Cũng ví dụ như là những cái sản phẩm đồ đục tượng ấy, thì tại sao là có những người nghệ nhân người ta đục được ra những cái bức tượng rất là có hồn và cái giá của nó cũng rất là khác biệt so với những sản phẩm hàng thợ đục gọi là mới học nghề được một vài năm xong là ra đục thông thường, thì cái sản phẩm nó có hồn nó sẽ khác hoàn toàn so với những sản phẩm mà hàng phổ thông bình thường đó. Thì những người thợ làm hàng ngang này cũng vậy, thì có những người ta đã là hàng chục năm, hai chục năm trong nghề rồi thì người ta làm những cái sản phẩm đường nét nó rất là chỉn chu và rất là ngay ngắn. Chính vì vậy nên là cái giá của họ cũng sẽ phải làm sao mà để có thể xứng được với cái công sức của họ bỏ ra. Bởi vì một người thợ làm hàng chuẩn chỉnh như vậy ấy, thì người ta một tháng người ta chỉ làm được độ cái số lượng nó rất là ít thôi, nhưng mà cái sản phẩm nó thực sự là nó rất là đẹp và nó rất là chỉn chu. Còn chẳng hạn như những tốt thợ mà làm hàng phổ thông bình thường thì người ta làm với cái số lượng cao để có thể đạt được lại cái công của người ta, bởi vì cái giá mà để khoán cho thợ làm hàng phổ thông ấy thì nó sẽ rẻ, có thể gấp
mấy lần so với cái sản phẩm mà người thợ cứng tay nghề trong đã lâu năm rồi để sản chế tác ra. Vâng, và đây là một chiếc đầu cây được chúng tôi lựa chọn thợ rất là kỹ càng đó. Những cái vân gỗ cũng được lựa chọn rất là kỹ. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái sản phẩm này là hàng VIP nên là thứ nhất là nó sẽ liền. Phần như cái phần vòm này ở những cái sản phẩm hương đá tôi đã giới thiệu với các anh chị rồi, nghĩa là các cái vòm này nó đều là liền và được lựa chọn vân rất là kỹ. Đây anh chị nhìn thấy này, những cái đường vân được lựa chọn rất là kỹ ở cái phần mặt tiền. Cái thứ hai nữa là các cái chi tiết độc chạm ở trên này thì đều được những người thợ chặt tỉa bằng tay toàn bộ chứ không có cái đục CNC. Những cái chi tiết đục CNC ví dụ như là cái hoa này đó, hoa góc này, hay là những cái cột này đó, hay là cái chương bên trên này đó, những cái chi tiết đó là đục bằng CNC để làm sao cho nó đều nét, nhưng cũng đã được những người thợ của chúng tôi xử lý và tinh chỉnh lại bằng tay để làm sao mà cho cái sản phẩm mà khi hoàn thiện xong nó phải có một cái độ hoàn chỉnh gọi là hoàn hảo. Nó không được 100% thì nó cũng phải được độ 90-95%, đúng không ạ? Còn những sản phẩm phổ thông bình thường thì người ta chỉ có đục CNC xong quay qua là người ta sẽ mang đi phun sơn luôn, thì cái nét của nó rất là tẹt và nhìn cái sản phẩm nó rất là thô, nó không có cái độ uyển chuyển, nó không có cái độ kênh bong của từng cái lá cây, của từng cái đường nét cong của nó không có. Và hơn thế nữa thì người ta còn bắn rất là nhiều đinh đó. Những cái sản phẩm hàng ngang này nó rất là kiêng kỵ cái việc là bắn đinh, mà không bắn thì không được, đúng không ạ? Nhưng mà là những người thợ người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ biết là bắn đinh ở những cái điểm nào thì nó sẽ chắc chắn và hạn chế tối đa nhất có thể để làm sao mà cho nó, các bác mang về nhìn các cái vết đinh này mà nó cứ nhan nhở đây như cái bãi cọc Bạch Đằng ấy, thì một cái sản phẩm đấy chắc chắn là do một người thợ gọi là cái tay nghề mới chập chững bước chân vào nghề làm, thì người ta mới bắn rất là nhiều đinh đó. Vâng, còn với một người thợ mà người ta đã có kinh nghiệm lâu năm thì người ta sẽ biết là phải bắn ở những chỗ nào, phải làm cái mẫu mã và gỗ ra làm sao để cho mình có thể hạn chế được tối đa nhất cái đinh có thể để làm cho cái sản phẩm nó hoàn thiện, nó được tỉ mỉ và trau chuốt. Vâng, và đây là một sản phẩm hàng VIP và cũng đã được anh Nguyễn Văn Thuần yêu cầu chúng tôi là lựa chọn vân gỗ, màu gỗ và hoàn thiện cho anh kỹ càng đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong, và cũng như cái mong muốn của anh là muốn sử dụng một bộ máy cơ, bởi vì anh cũng bảo với chúng tôi là anh có mua cái này thì cũng mua một lần thôi nhưng mà dùng mãi nên là em làm sao mà lựa chọn cho anh, thứ nhất là hàng làm phải đẹp, trau chuốt tỉ mỉ, cái thứ hai là lựa chọn cho anh một bộ máy cơ nó tốt để lắp vào đây để anh dùng đó. Thì chúng tôi cũng đã lắp cho anh một bộ máy cơ, đây là một bộ máy cơ 1623, một bộ máy cơ 1623 hàng gọi là hàng máy phát máy phẩy ạ. Đó. Vâng, và anh có yêu cầu chúng tôi thêm nữa là lắp cho anh một bộ mặt diện đồng sâm giả cổ, bởi vì các cái sản phẩm trong không gian nhà anh ấy thì là thiên hướng theo cái màu gam màu trầm, nên là anh muốn nó đồng bộ với cái, thứ nhất là màu gỗ, thứ hai là cái màu mặt này nó đồng bộ với nhau. Thông thường thì chúng tôi hay lắp cái màu vàng, thì thực ra cái màu gì nó không quan trọng là các anh chị thích cái màu gì thôi ạ. Còn các anh chị thích cái màu gì thì chúng tôi sẽ lắp lên cho cái màu đó. Hoặc là cái kiểu mặt này anh chị không thích đồng thì anh chị thích mặt trơn thì chúng tôi sẽ lắp cho anh chị các cái mặt trơn. Vâng. Bây giờ thì đưa cam lại gần một chút để anh chị có thể nhìn ngắm được những cái chi tiết. Thứ nhất là chi tiết đục chạm và cái đường nét hoàn thiện của chúng tôi nó như thế nào. Ở đây anh chị có thể thấy đây là một tấm cánh này. Tấm cánh này thì nó sẽ liền toàn bộ. Đây anh chị có thể thấy này. Từ bên trái sang phải nó là một tấm gỗ liền luôn và được chúng tôi đục ở phần giữa. Đó, và cái phần giữa này nó được máy CNC nó cắt đi thành một đường tròn rất là đẹp. Đó, rất là mịn và đẹp. Tròn vo luôn. Đó, ở phía bên ngoài thì là chúng tôi đã vanh thành các cái đường nét và soi ở bên ngoài rồi. Và đây chính là cái vân gỗ lựa chọn cho cái phần mặt cánh này. Đó. Cái phần cánh dưới đấy ạ. Cánh dưới này thì đục chạm những cái bông lúa cũng như là có một cái đường riềng bên trong và nó tạo cho một cái cảm giác cái cánh rất là chắc chắn. Vâng, và đây anh chị có thể nhìn thấy này. Ngay kể cả cái viền ở bên của cái thanh cánh này chúng tôi cũng lựa chọn vân rất là kỹ càng. Đó. Và hơn thế nữa là anh có yêu cầu chúng tôi là lắp cho anh một bộ kính chung. Ở trước đây thì chúng tôi đang lắp cho cái dòng này là một bộ kính khung tròn, đúng không ạ? Thì anh lại thích cái kiểu kính chung, thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng theo cái nhu cầu của anh, là chính là thay đổi cho anh một bộ kính uốn viền này thành hình quả chuông. Đây, cái hình quả chuông này các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, trông nó cũng rất là bắt mắt và đặc biệt, đúng không ạ? Thông thường như trên thị trường các anh chị thấy là người ta chỉ có lắp kính trơn thôi, nghĩa là kính trơn nó là một cái tấm kính phẳng ấy, và ở phía bên trên này người ta cũng lắp kính trơn. Còn với những sản phẩm của Tuấn Thành anh chị thấy ạ, kính viền đồng và ở bên trên này chúng tôi sử dụng một bộ kính lồi. Thì khi anh chị nhìn thấy một bộ kính lồi này, nhìn từ cái góc chéo hay là từ cái góc mặt phẳng mà thôi, các anh chị cũng thấy là nó rất là nổi bật,
Đặc biệt là khi có những cái ánh điện nó chiếu vào ở cái phần đường cong này, nó tạo lên một cái đường viền rất là đẹp, đường viền ánh điện rất đẹp. Nếu như nhà anh chị có những cái đèn nhỏ nhỏ mà đèn trần tròn nhỏ ấy thì nó còn lung linh hơn rất là nhiều. Vâng. Và đây anh chị có thể thấy là phía bên bên sườn hồ đây, anh đi cam lại gần đây. Đây, ở phía bên vách sườn hồ chúng tôi lựa chọn những đường vân tăm, vân rất là vân chỉ tăm này. Nó rất là chắc gỗ và nó tạo ra một cái đường nét đây, anh chị nhìn đây. Rất đẹp đúng không ạ? Vân gỗ lựa chọn cực kỳ là kỹ càng. Đây, cả trên cả dưới này. Đó, những cái đường nét độc chạm ở phần dưới này. Rất là dày dặn. Đó. Vâng. Các cái hộp để mà đặt các cái củ tiện này chúng tôi cũng làm là đặc hết. Đó, để làm sao cho cái sản phẩm nó hoàn hảo nhất có thể. Nghĩa là nó phải rất là bền bỉ. Đó. Vâng. Và bây giờ thì xin mời anh chị cùng lắng nghe thử xem cái chất âm thanh của cái bộ máy cơ mà chúng tôi đã lắp cho gia đình anh Thuần như thế nào. Xin mời quý vị anh chị cùng lắng nghe anh chị nhá. Dạ vâng, và bây giờ thì Tuấn sẽ mở cái cánh này ra và cho các anh chị thẩm định thử cái chất lượng âm thanh của cái bộ máy cơ Kennizer và máy 1.1623 này nó như thế nào. Thì xin mời các anh chị cùng lắng nghe và thẩm định với Tuấn nhá. Vâng, và bây giờ thì sẽ là đến số 60, nghĩa là một cái giờ cụ thể nhất định ạ. Dạ vâng, và vừa rồi thì Tuấn đã cho các anh chị là nghe thử cái thẩm định cái chất lượng âm thanh của chiếc đồng hồ máy cơ này rồi. Thì anh chị có cái cảm nhận gì về cái chất lượng âm thanh của bộ máy cơ này thì hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận của video này các anh chị nhé. Thì đây là một bộ máy cơ được chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Nó sẽ bao gồm là một bộ máy và cái gông. Gông này là gông zin và máy cũng là máy zin. Thì nó sẽ cho những chất lượng âm thanh rất là vang. Đó. Gông của hàng zin thì nó sẽ không kêu to, không kêu quá to, nhưng mà cái độ vang của nó sẽ tốt. Đó. Còn có một số gông thì nó kêu to hơn nhưng mà cái độ vang của nó sẽ kém hơn. Đó chính là cái đặc điểm và cái nhược điểm của cái bộ gông zin. Vâng, và đến đây thì chắc hẳn rất nhiều các anh chị cũng đang thắc mắc xem là cái giá của cái bộ sản phẩm này nó như thế nào đúng không ạ? Vâng, và hôm nay thì Tuấn cũng xin giới thiệu luôn, báo luôn cái giá của cái chiếc đồng hồ cây này mà chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao cho gia đình nhà anh Thuần. Hiện tại như một cái sản phẩm nếu mà hàng thường thì chúng tôi đang có giá là 35 triệu. Còn nếu mà các anh chị muốn sử dụng một bộ sản phẩm hàng VIP như thế này, đấy là 35 triệu là so với máy 1.1623 các anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị sử dụng máy 1.1623 này thì nó sẽ có mức giá chênh thêm 3 triệu nữa là 38 triệu. Và nếu như các anh chị muốn sử dụng thêm là một sản phẩm hàng VIP như cái chiếc đồng hồ quay này đây, đó chính là anh chị sẽ phải có thêm cái chi phí đó là 3 triệu nữa. Bởi vì cái 3 triệu đấy nó là cái chênh lệch giữa một sản phẩm hàng thường và một sản phẩm hàng VIP. Thứ nhất là cái vỏ thường và vỏ VIP, cái thứ hai là máy size 1.1623 và size máy 1.1623 thì nó sẽ có chênh lệch giá nhau là 3 triệu chênh lệch giữa máy, 3 triệu chênh lệch giữa vỏ thường và vỏ VIP. Đó. Thứ từ 3 5 triệu cộng 6 triệu nữa thì là nó sẽ rơi vào 41 triệu, nhưng mà vừa rồi là đầu năm nên là chúng tôi có cái giá khuyến mại hơn cho anh Thuần. Chúng tôi tính tròn cái sản phẩm này là 40 triệu. Vâng. Và trong ngày hôm nay đây thì sau khi xong cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ vận chuyển cũng là bàn giao cái sản phẩm này tới cho gia đình nhà anh Nguyễn Văn Thuần, có địa chỉ là tại đường Hùng Vương, phường Hợp Hội, Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đó. Thì cái địa chỉ của anh nó cách cơ sở chúng tôi nó khoảng độ 1.5 tiếng đi xe. Đó. Thì lát nữa mà vận chuyển cái sản phẩm này đến xong thì thực ra anh Thuần cũng chưa có gặp mặt Tuấn bao giờ đâu ạ. Anh Thuần chỉ có xem các cái video của Tuấn trên kênh YouTube để mà đặt hàng thôi. Nên là khi mà Tuấn gặp anh xong thì Tuấn sẽ làm một cái video để xem là cái cảm nhận của anh khi mà xem cái sản phẩm này ở trên kênh YouTube, cũng như là khi mà nhận được hàng nó sẽ như thế nào. Và khi cái sản phẩm này nó trưng bày trong không gian nhà anh khi chưa có và khi có sản phẩm này trưng bày vào rồi nó sẽ khác ra làm sao. Và cái cảm nhận của anh Thuần sẽ như thế nào thì xin mời quý vị anh chị cùng đón xem cái video đi bàn giao sản phẩm này của chúng tôi các anh chị nhá. Và bây giờ thì Tuấn xin cảm ơn các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để đón xem hết cái video này của Tuấn. Và Tuấn xin thực sự là rất là chân thành cảm ơn các bác đã luôn tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Tuấn Thanh. Thì trong chương trình sắp tới thì chúng tôi có những cái chương trình ưu đãi
về giá cũng như là các phần quà tặng để các anh chị có thể sở hữu được ở đơn vị Đồ Thanh. Và đặc biệt là sắp tới chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm xả, nghĩa là xả để cho anh chị có thể mua được một cái giá tốt, và chúng tôi có lấy cái nguồn tiền đó về để có thể là tái đầu tư vào để mua những cái sản phẩm để mua những cái nguyên liệu khác để làm ra những cái sản phẩm khác hơn đó. Thì anh chị hãy bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi và săn được những sản phẩm giá mà chúng tôi đang xả ở trên kênh YouTube này các anh chị nhé. Bây giờ thì xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo của Thuận Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.